hồng hoang chi nguyên thủy cổ xà lộc cảnh thôn nguyên thủy cổ xà nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ừm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nơi này đến tột cùng là địa phương nào làm sao khắp nơi đều là u ám một mảnh không có bất kỳ cái gì ánh sáng mặt trời cổ xuyên mở to mắt hắn nhìn chung quanh phát hiện chung quanh đều là hỗn độn một mảnh u ám khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu đang cuộn trào đều là một mảnh hư vô căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhất thời hắn giật mình kêu lên, bởi vì tại hắn trên dưới trái phải đều không có bất kỳ vật gì, không có thổ địa, cũng không có bầu trời, không có vật chất, căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc. Tựa hồ chỗ của hắn cũng là tại vũ trụ chân không, mà hắn cứ như vậy trôi nổi trong hư không. Chờ một chút, nơi này là Hỗn Độn Hồng Hoang chi nguyên thủy cổ xà lộc cảnh thôn đạo đức kinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đạo, khả đạo, phi thường đạo Danh, khả danh, phi thường danh Vô, danh thiên địa chi thủy hữu danh vạn vật chi mẫu Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu Thử lưỡng dạ hồng hoang chi nguyên thủy cổ xà lộc cảnh thôn thực lực tăng mạnh Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com hỗn độn không biết năm có lẽ là quá khứ một ngàn năm một vạn năm thậm chí là đi qua một kỷ nguyên nhưng là hỗn độn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào phảng phất cùng trước đó không có gì sai biệt cũng rất giống là vĩnh viễn dạng này tiếp tục kéo dài hồng hoang chi nguyên thủy cổ xà lộc cảnh thôn ức vạn thần ma nghe chọn bộ tại mê com phần Phật tại cổ xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn thần thức khoách tán ra, bao trùm phương viên mấy ngàn vạn cây số, bao phủ bốn phương tám hướng hỗn độn thế giới. Hiểu rõ cái này mảnh thời không? Từ khi lĩnh ngộ đạo đức kinh, hiểu được thiên pháp địa, địa pháp thiên, đạo pháp tự nhiên vô thượng trí lý, hắn liền tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ thần thức vận dụng trí lý trên người hắn linh hồn ba động có thể vô thanh vô tức tan nhập hư không, thẩm thấu hỗn độn, dễ như trở bàn tay khuếch tán bốn phía. Bất cứ sinh vật nào hoặc là hiểu rõ xuất hiện tại linh hồn ba động bên trong, đều sẽ trong nháy mắt hiện lên hiện tại ý thức của hắn biển. Cái này liền như là một chiếc gương, đem tất cả tình báo đều truyền lại cùng phản bắn tới. Cái này ngay tại cổ xuyên vận chuyển thần thức phương pháp về sau, hắn trong hách nhiên liền phát hiện tại mấy ngàn vạn cây số bên ngoài. Chính có một đầu đầu kinh khủng thần ma hướng phía chính mình cái này địa phương tới lui mà đến, sát khí đằng đằng. Bề ngoài của bọn nó như là ngạc ngư, thân thể vô cùng to lớn, đường kính tối thiểu có vài chục vạn cây số, tuy nhiên hình thể không bằng hắn to lớn, nhưng là số lượng rất nhiều. Tối thiểu đều nắm chắc 10 trên trăm đầu từ xa nhìn lại thật giống như trên trăm hành tinh tập kích tới sát ý lẫm nhiên tựa hồ cảm giác được trên người mình khí tức đã đem hắn trở thành con mồi mỹ vị chuyện gì xảy ra không phải nói hỗn độn sơ khai thời điểm vẻn vẹn chỉ có ba nghìn thần ma sao làm sao lại lập tức liền gặp được nhiều như vậy thần ma cổ xuyên có chút giật mình không biết xảy ra chuyện gì hắn cảm thấy hỗn độn thế giới thật sự là quá tốt đẹp lớn rộng lớn vô biên đồng thời còn đang không ngừng khuếch trương nếu như là vẻn vẹn sinh ra ba nghìn thần ma chỉ sợ cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể lẫn nhau ở giữa gặp nhau cho nên hắn cho rằng dù cho chính mình muốn gặp được còn lại thần ma đoán chừng cũng là rất dài thời gian rất dài sau nhưng bây giờ vạn vạn không nghĩ đến đều không có đi qua bao lâu thời gian thế mà liền gặp được số lượng nhiều như thế thần ma tùy tiện liền đụng phải trên trăm đầu chẳng lẽ mình bên trong cuối cùng hay sao đúng rồi người đời sau khả năng đều sai hỗn độn sơ khai thời điểm khả năng căn bản cũng không dừng ba nghìn thần ma mà chính là ra đời ức vạn thần ma vô số thần linh hồng hoang chi nguyên thủy cổ xà lộc cảnh thôn không cần tốn nhiều sức nghe chọn bộ tại mê audio com siêu 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 ngay lúc này trên trăm đầu ngạc ngư ma chính hướng phía cổ xuyên vị trí cực nhanh tiến tới tới chúng nó chính là cảm giác được cổ xuyên trên thân nồng đậm thần ma khí tức cảm thấy đó là cái vô thượng mỹ vị nếu là có thể đem cổ xuyên triệt để thôn phệ như vậy thực lực của bọn nó nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh nhưng là tại thời khắc này, từng đầu ngạc ngư ma giờ phút này đều có chút mộng, bởi vì vì chúng nó phát hiện lúc này chính mình lại là đã mất đi cổ xuyên hành tung. Căn bản không biết cổ xuyên đi địa phương nào. Rõ ràng cái này thần ma thân thể rất là to lớn, không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất mới đúng. Nhưng bây giờ chúng nó lại là hết lần này tới lần khác rốt cuộc cảm giác không đến cổ xuyên tồn tại trong lúc nhất thời rất nhiều ngạc ngư ma đều là hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải bởi vì loại sự tình này chúng nó còn là lần đầu tiên đụng phải căn bản không biết xử lý như thế nào siêu liền ở cái này nháy mắt tại rất nhiều ngạc ngư ma phụ cận hư không nhộn nhạo lên một từng cơn sóng gợn như là sóng biển đang chấn động mà cổ xuyên cái này thân thể cao lớn lập tức liền xuất hiện tại cái này chút ngạc ngư ma trước mặt giống đông đảo ngạc ngư ma nhất thời giật này cả mình, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới cổ xuyên thế mà dạng này vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Thậm chí trước đó đều không có cách nào phát hiện. Chúng nó quá sợ hãi, cảm nhận được cái này vô cùng ngạt thở, giống như sắt thép thành tường đồng dạng thân thể xuất hiện tại chúng nó trước mặt tản mát ra không có gì sánh kịp áp bách lực. Giết! trong khoảnh khắc cổ xuyên động thủ hắn phảng phất là lão đạo thợ săn, đây là thân là nguyên thủy cổ xà bản năng, đây cũng là đến từ hắn huyết mạch lực lượng cường đại. Hắn cái kia khổng lồ đuôi rắn quét ngang qua, trong nháy mắt đã đột phá bức tường âm thanh, rào động vô biên hỗn độn khí lưu, tốc độ nhanh đến những cái này ngạc ngư ma đều phản ứng không kịp trình độ,